mấy con mắt trôi ở đây nó bự quá trời luôn này. Đây, ai mê ăn sushi thì vô đây là thôi, hết đường. Đây có cái ống bóng tay này cũng ngon này, được cực mình order cái này. Để sao á, ăn tuyệt vời luôn á, nó mềm ngon. Mấy cực mình có ăn con tôm đấy nè, trời ơi, thịt nó ngọt lim luôn á, cực ngon luôn. Đó, ai chưa ăn thử con tôm này thì nhớ order nhá. Bên này có pipi này, ghe này. Ghe này là đợt trước tụi mình mới đi Nam Úc bắt này. Ai mừng ăn tôm là order ở đây là thôi, đủ loại luôn. Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Key. Tụi mình là Yo and Key, Y and K Avenger. Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những cái chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc. Xin mời các bạn hãy đón xem. Y&K Adventure. Xin chào mọi người, thì mình vừa tới Sydney. Bây giờ mình sẽ đi vào trong review cho mọi người xem cái nhà này nhá. Đây, nhà này ở trong là cực kỳ mới luôn. Nhà này tụi mình thuê á là ở ngay cái vùng Bhutani, là ngay gần sân bay á. Đó, thì cái chỗ này á là có mấy cái unit người ta xây để cho thuê. Thì cái nhà này chắc là mới làm lại này, rất là mới luôn. Mà trong nhà đèn người ta lắp rất là sáng. Đấy, thì cái này là cái phòng khách, bên này là cái bếp, rồi bàn ăn ở đây rất là rộng rãi để mà lúc mà đi chơi á là thoải mái luôn á. Bếp là rất là mới nhá, đây, nhìn cái hút là sạch sẽ này. Đó, bếp là ok. Tủ lạnh này size cũng vừa vừa. Nói chung là nhà rất là mới. Còn bên này á là cái phòng giặt này, vậy ở đây là có một cái toilet và cái bồn rửa mặt luôn. Đó, đợt này tụi mình đi là hai vợ chồng mình và em trai mình. Thì như thế này là quá thoải mái luôn, có hai toilet. Sau này là cái gì? Ồ, sau này có cửa đi ra ngoài. Ồ. Wow. Sau này cái deck này là của nhà mình không à? Yeah. Cái deck sau này là để của nhà mình luôn á. Nếu mà đi chơi dài ngay mà ở đây mà có ăn barbecue hay gì ở ngoài này là hợp lý. Có móc phơi áo quần đàng hoàng này. Yeah, hợp lý lắm. Rộng rãi, sạch sẽ. Rồi bây giờ đi vào trong. Rồi bây giờ đi tiếp vào xem phòng ngủ nhá. Nhà này tụi mình thuê thì có hai phòng ngủ. Một phòng ngủ là có cái giường lớn này. Đó, rất là mới và sạch sẽ luôn. Điều hòa ở trong phòng luôn nhá. Đấy, thuê mà cái này mà mùa hè là hợp lý này. Tại vì có lần mình đi Sydney á thì mùa hè cũng khá nóng đấy. Có cái lần mình thuê cái nhà đấy là có cái quạt mà quạt hơi nước á, thì nó không đủ làm mát trong nhà. Đó, thì mình thấy cái nhà này có cái điều hòa là hợp lý. Rồi, cái này là chắc là phòng tắm ha. Yeah, đây là cái phòng tắm ở trong nhà này. Rồi có toilet ở đây luôn. Ở đây người ta sửa lại hay sao á, lắp đèn rất là sáng, mình rất là thích. Mà nhận là mình mà đi quay như thế này mà có đèn sáng là mình khoái lắm. Đấy, rồi tất cả mọi thứ rất là sạch nhá. Nhà này người ta thuê cleaner làm rất là kỹ. Bồn rửa mặt này nó rất là sạch, khoái á. Rồi, bây giờ cho xem phòng ngủ còn lại này, ở bên này. Bên này là cái phòng ngủ hai giường single. Nếu nhà này mà thuê hai vợ chồng với hai đứa con là rất là thoải mái luôn. Có chỗ để quần áo cũng khá rộng. Rồi tất cả mọi thứ người ta làm rất là sạch sẽ nhé. Đó, thì đợt này tụi mình đi chơi á, là mình sẽ thuê nhà Airbnb để mình sẽ quay lại review cho mọi người xem. Rồi á, mình sẽ để cái thông tin cái nhà thuê này của tụi mình á ở phía dưới cái phần thông tin description của cái video. Thì mọi người muốn biết địa chỉ nhà này hay là thông tin để mà thuê nhà này qua Airbnb á, thì cứ click vào cả cái link đấy mình chia sẻ cho mọi người để mọi người tiền thuê nhá. Cái nhà này tụi mình ở cũng ok phết, nhưng mà bị cái á là nó sát sân bay á, thì nếu ai mà sợ ồn á thì nhiều khi bị khó ngủ. Nhưng mà tụi mình hôm qua là tụi mình ngủ bình thường, không có vấn đề gì cả. Đấy, thêm một điều cân nhắc cho mọi người nhá. Nhưng mà ở đây thì đi đâu cũng gần. Xin chào mọi người, thì hôm nay á, mình sẽ dẫn em mình đi chơi ở Sydney. Thì phía sau mình á, là cái Opera House này. Cái này là một trong những cái biểu tượng của thế giới luôn đó. Đó, thì lần đầu mình dẫn em mình tới đây. Hôm nay tụi mình sẽ đi dạo vòng vòng ở đây. Còn phía sau mình á, là cái cầu rất là nổi tiếng ở Úc luôn.
Đó, thì mình sẽ quay lại sơ sơ cho mọi người xem nhá. Đây là toàn cảnh cái Sydney Harbour Bridge. Rất là đẹp luôn. Ở chỗ này buổi tối mà lên đèn thì thôi, bà chết bà chết. Đó, quay cho mọi người xem. Hôm nay là trời nắng rất là đẹp nha. Còn kề bên này là cái Opera House này. Hôm nay thứ bảy thì mọi người đi tham quan rất là đông nha. May mà tụi mình đi đợt này là nó nắng đấy, chứ không mưa là bỏ tay luôn. Mấy cái này á thì mình nghĩ là nên đi ngắm một lần vào buổi ngày, rồi buổi tối ghé lại đây ngắm thêm một lần nữa. Tại vì buổi ngày về buổi tối ấy, nhìn là sẽ rất là khác nhau nhé. Ở trên cái cầu hiện tại á là đang có mấy cái tour là treo lên trên cầu á để mà ngắm ở trên đấy, nhìn rất là cao luôn á, lên tới trên đỉnh luôn. Tụi mình thì chưa đi cái tour này thử, nhưng mà sau này nếu mà có điều kiện mà quay lại á, tụi mình cũng muốn thử lên trên đấy ngắm như thế nào. Không biết trong này mọi người có xem thấy không? Đây, ngay trên đỉnh cầu là có rất là nhiều người đang đứng ở trên này. Hôm nay tụi mình đi thì thấy một quả tàu chiến đầu ở ngoài này này. Đó, mắng biết tàu này còn sử dụng không? Nhiều khi là tàu cũ rồi á. Neo ở đây để triển lãm hay gì đấy. Trước mặt Opera House luôn là có cái Botanic Garden bự lắm. Nếu mà có thời gian mà kiểu đi gia đình á, vào đây ngắm rất là đẹp luôn. Đây, mình quay toàn cảnh cho mọi người xem nha. Đi mấy cái này chủ yếu là để ngắm cảnh và chụp hình thôi, chờ những ai chưa tới á. Đây là phía trong kỳ Opera House này nha mọi người. Nhìn đèn đẹp ha. Sau khi dẫn em mình đi ngắm Opera House này, ngắm cả cái cầu cảng kia chán chê này, thì bây giờ tụi mình sẽ lên đường đi Blue Mountain để cho em mình ngắm những cái phong cảnh ở đấy. Ở đấy mình đi một lần rồi, rất là đẹp luôn. Thì mình bây giờ sẽ lên đường rồi quay lại cho mọi người xem nhé. Xin chào mọi người, thì mình mới lên tới đây, nơi cái chỗ mà Eco Point này, để xem Three Sister. Thì hôm nay đi cuối tuần rất là đông luôn. Kiếm cái chỗ đầu xe mà đi chắc phải 20 phút mới kiếm được. Đó, thì bây giờ tụi mình sẽ đi vòng vòng ở đây để ngắm cái chỗ này, rất là đẹp luôn. Đây là cái bảng thông tin những cái ngọn núi mà mọi người nhìn ra này. Ngắm là vị trí của nó ở đâu này, có tên của nó luôn. Đấy, rất là đẹp luôn. Nhìn là bao la luôn á. Mọi người thấy cái cảnh ở đây có đẹp không? Lúc này đi tới đấy là tắc đường dữ lắm. Nhưng mà giờ nhìn mấy cái cảnh này là quá tuyệt vời luôn. Đây, ba cái ngọn núi trước mặt mình là Three Sister đây. Quay cho mọi người xem cái toàn cảnh mọi người đi ngắm núi ở đây nhá. Qua trên người lên. Đó. Hôm nay thời tiết đẹp nữa, cho nên mọi người đi đông. Trên cái núi Blue Mountain này á, thì có cái chỗ bán đồ lưu niệm. Cho nên là ai muốn mua đồ lưu niệm về thì có thể ghé lại đây để mua nhé. Cái chuyến đi chơi Blue Mountain của tụi mình thì kết thúc ở đây. Ở đây thì có nhiều cái địa điểm để look out nữa. Thì mọi người tới đây thì nhớ xem trên map để đi thêm được nhiều địa điểm nữa nhá. Mình thì lần trước mình có đi rồi, cho nên lần này mình chỉ đi những cái địa điểm chính thôi. Rồi hôm nay về thì sẽ nghỉ ngơi, để xem ngày mai đi fish market
dẫn em mình đi ở đó để ăn đồ hải sản ở đó rất là tươi và ngon luôn. Xin chào mọi người, thì sáng nay á là như lịch trình là mình sẽ dẫn em mình đi chợ cá ở Sydney để tham quan, vậy là ăn đồ hải sản ở đây luôn. Nếu ai mà muốn ăn đồ hải sản á thì đi ở đây đồ rất là tươi luôn. Thì bây giờ mình sẽ quay cái khung cảnh xung quanh cho mọi người xem nhá. Hôm nay đi tới đây là khá là tắc đường, tại vì cuối tuần á. Đó, bây giờ mình sẽ quay lại cho mọi người xem. Khi mà bước vào chợ cá thì cái góc đầu tiên là có cái chỗ để bán đồ lưu niệm á. Đó, thì ai đi Sydney chơi muốn mua đồ lưu niệm thì có thể ghé vào đấy nhá. Đầy đủ đồ luôn á. Đây, bước vào chợ cá là bắt đầu nhiều chỗ nhà hàng. Đây, thấy đạt chưa? Đó, cua ghé tươi. Yeah. Đây ở trong chợ cá bây giờ là tầm 11 giờ rồi, cho nên là mọi người đi ở đây rất là đông. Ở đây với đồ tươi. Mình sẽ quay sơ cho mọi người xem, xong rồi chút nữa thì mình sẽ order một ít hàng để mà đặt người ta nấu ăn. Đây, cua huỳnh đế này. Ở đây có bán luôn đầu cá, là chút nữa tụi mình sẽ mua một ít đầu cá để đem về Lake Entrance để mà thả ghe nhá. Đó, rất là tiền luôn. Mà cái mắt sôi ở đây nó bự quá trời luôn này. Bên này là giang sushi. Đây, ai mê ăn sushi thì vô đây là thôi, hết đường. Đây có cái ống móng tay này cũng ngon này, được trước mình order cái này để sao á, ăn tuyệt vời luôn á, nó mềm ngon. Bên này có con bắc này ăn cũng ngon lắm. Tôm nhâm hay bảo luôn. Bữa trước mình có cái ăn con tôm này nè mọi người. Bữa trước mình có ăn con tôm này nè. Trời ơi, thịt nó ngọt lim luôn á, cực ngon luôn. Đó, ai chưa ăn thử con tôm này thì nhớ order nhá. Bên này có pipi này, ghe này. Ghe này là đợt trước tụi mình mới đi Nam Úc bắt này. Đó. Bên này là một cái cửa hàng rồi nè. Đó, tuyệt vời chưa? Ai mới ăn tôm là order ở đây là thôi, đủ loại luôn. Đây là cái con king crab mình được ăn thử một lần này. Nó cực bự, cực to và cực mắc luôn. Nhìn cái giá này. Đây, bên này là bào ngư. Bào ngư bự thì 80 đồng một ký. Lúc trước là mình ăn ở cái hàng này nha mọi người. Toàn cảnh chờ cá này. Bên này đồ làm sẵn nè. Đây, tụi mình mới đặt một con tôm hùm để người ta bắt lên xào mì.
Đó. Con này đem Xiaomi là tuyệt vời luôn á. Tụi mình mới đi chợ cá xong, mới order đồ để người ta nấu. Thì order một con tôm hùm Xiaomi. Đó, rồi còn bên này là Tiger Prawn. Sao với bơ tỏi. Đó. Còn mấy cái này là mấy cái sushi mà mình mua là thấy nó đẹp á, cho nên mua ăn thử. Còn bên này là có sò điệp nướng này. Rồi kỳ càng cua, king crab nướng luôn. Rồi hai cái này thì mình chưa ăn thử này, cho nên muốn ăn thử xem coi có ngon không. Đó. Rồi bây giờ xin mời cả nhà nhé.